Tạ Thái Y. Nhờ Tạ Thái Y bẩm báo với hoàng thượng, hoàng hậu nương nương phụng thể khỏe mạnh, long thai bình an. Dạ, cáo mệnh phu nhân. Hôm đó đại lễ tế thần cử hành tại đây, khi hoàng hậu và hoàng quý phi cùng nhau bước xuống bậc tam cấp, không biết tại sao hoàng hậu đột nhiên đưa tay ra kéo hoàng quý phi lại, nhưng mà vì không cẩn thận chân đứng không vững nên bị té xuống. Kỳ lạ thật. Ngài đại nhân, có chuyện gì vậy? Hồi nãy đồng hồ này còn đang rất tốt, nhưng vừa đi tới đây thì kim của chiếc đồng hồ này lại nhảy lung tung, có lẽ là bị hư rồi. Xem ra ông nên đi tìm thợ để sửa lại rồi. Đúng đó. Ủa, lại chạy được rồi. Ông coi. Kỳ lạ thật. Chỉ cách một bậc tam cấp mà kim của đồng hồ lúc chạy lúc hư. Cái kim này giống như là bị một lực hút tác động lên vậy. Mà lực hút này phát ra mạnh nhất là ở dưới bậc tam cấp này. Vị trí này chính là nơi hoàng quý phi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Nguyên Nguyễn, chén thuốc bổ này là ngạc nương cố tình nấu cho con, giúp phục hồi sức khỏe. Bổ mà không nóng, con uống đi. Báo ứng là báo ứng. Nếu lòng dạ Nguyên Nguyễn không độc ác, muốn ám hại toàn hoàng quý phi, thì con của Nguyên Nguyễn đã không gặp chuyện bất trắc. Ngạc nương, là ông trời đã trừng phạt chúng ta đó. Sai. Đó là vì con không đủ sự tàn nhẫn cho nên mới thành ra như vậy. Con phải nhớ là nữ của Lộc Y Lan làm cho hài nhi của con, cháu của ta phải chết từ trong bụng, là ả đã giết chết long chủng của hoàng thượng, cũng là tính mạng của hoàng đế Đại Thanh trong tương lai. Ả là hung thủ giết người. Ngạc nữa, Nguyên Nguyễn rất thương nhớ hài nhi. Nguyên Nguyễn rất muốn gặp hoàng thượng, rất muốn nói cho người biết hài nhi của chúng ta chưa kịp ra đời hồn đã bay lên trời rồi. Nè, chuyện này tuyệt đối không được. Nếu để cho hoàng thượng biết được chuyện này, chúng ta sẽ khó bảo toàn tính mạng. Cho nên chuyện này ngay cả a mã của con cũng không thể biết. Con có biết không? Giấu được một lúc không giấu được suốt đời, sớm muộn gì hoàng thượng cũng sẽ biết. Cho nên trước khi hoàng thượng biết được chuyện này, con phải tiếp tục mang thai. Hoàng thượng biết con có hỷ, sao còn sủng hạnh con nữa. Lúc cần thiết phải sinh chủng ở bên ngoài. Ngạc nương muốn con bất trung với hoàng thượng sao? Sao con có thể làm như vậy được chứ? Con nhất định phải làm như vậy. Nếu không muốn bị tru di cửu tộc, không muốn đồng giai môn diệt vong từ đây, thì đây là cách duy nhất phải làm. Nguyên Nguyễn, Nguyên Nguyễn. Nô tài cung thỉnh hoàng hậu nương nương thánh an. Hoàng thượng có chỉ, mời hoàng hậu nương nương và cáo mệnh phu nhân cùng tới thiên điện gặp mặt. Hoàng thượng thánh an. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Đủ người rồi. Ngạc thái Bột Chư Ga, hãy nói cho mọi người biết đã phát hiện ra chuyện gì. Dạ. Các vị, tảng đá này là một nam châm thiên nhiên. Đặc điểm của nam châm là trong vị trí này thì hút nhau, ở vị trí này
Thì để nha. Đây là đôi giày hoa của toàn hoàng quý phi, là đôi giày mà nương nương mang trong đại lễ tế thần. Mọi người lưu ý kỹ chút. Lật ngược chiếc giày lại, nó sẽ bị hút xuống. Nhưng nếu để nó như bình thường thì không thể đặt xuống được. Tại sao chiếc giày hoa này và nam châm lại xảy ra hiện tượng kỳ lạ như vậy? Là bởi vì có người đã lén đặt thỏi nam châm vào trong đôi giày hoa. Giày tảng nam châm này được đặt nằm ở bậc tam cấp thứ tư ở bên phải tế đàn. Có nghĩa là có người trước đại lễ tế thần đã lén đem tảng nam châm này để ở dưới đó. Mục đích rất dễ nhìn thấy, đó là muốn làm cho toàn hoàng quý phi nương nương trượt chân té từ trên đài xuống. Sự việc trùng hợp, hai năm trước, trong thời gian tường tần nương nương có hỷ, cũng đã từng xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn mà té xảy thai. Được biết tường tần nương nương lúc đó cảm thấy dưới chân có một luồng lực rất kỳ lạ, nhưng cứ nghĩ là mình đã bị trúng tà. Vì thần giống như muốn mời tường tần nương nương tới đây để làm chứng. Nhưng khi nương nương nghe tới chuyện mình bị tai nạn xảy thai năm xưa là do có người cố ý ám hại, nương nương đã kích động ngất xỉu, cho nên không thể tới để cho lời khai được. Các ngươi hãy cho trẫm biết rốt cuộc ai là hung thủ. Hồi hoàng thượng, theo như thần điều tra được, cung nữ Thái Yến theo hầu hoàng hậu đã hai lần mua chuột thái giám canh giữ kho giày trong cung. Trong giày hoa của tường tần nương nương và của toàn hoàng quý phi nương nương tháo gỡ tráo đổi, ngầm đặt cơ quan. Đem mã vào đây, quỳ xuống. Hoàng thượng khai ân đi hoàng thượng. Nô tài không có ý hãm hại đâu. Nô tài chỉ là tuân mệnh hành sự thôi. Hoàng hậu, là cô gì để giải thích không? Nô tài. Hoàng thượng, chuyện này không liên quan tới hoàng hậu. Tất cả đều là do chủ ý của nô tài. Hoàng hậu không biết gì hết. Hách xả thấy thì to gan. Tại sao ngươi làm vậy? Nô tài yêu thương con mình, muốn hoàng thượng nhất tâm nhất ý với hoàng hậu, cho nên mới nhẫn tâm như vậy. Muốn cho trong hậu cung hoàng hậu là ngôi vị lớn nhất. Ngạn nương, ngươi là độc phụ không thể tha thứ được. Uổng cho ngươi thân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân mà lại độc ác tới như vậy. Tôi quyết mệnh của trẫm mà ngươi còn dám hại nữa. Ngươi đáng tội gì đây? Nô tài tự làm tự chịu, không có gì đáng tiếc. Tự biết tội lỗi nặng nề, dạng chết cũng không đủ tạ thiên hạ. Nhưng hoàng hậu là trong sạch vô tội, không biết gì cả. Cúi xin hoàng thượng minh xét, đừng khép hoàng hậu tội bất nghĩa, khiến hoàng hậu kinh sợ, ảnh hưởng long thai. Nô tài xin nhận tất cả mọi tội lỗi, xin hoàng thượng minh giám.